Trời ơi, buông em ra. Em đau quá đây này. Buông ra đi. Trời ơi, em xin anh. Tình yêu đích thực của đời anh đây rồi. Trời ơi, yêu quá cơ. Em đã bảo là em chỉ nhận tắm spa cho chó mèo thôi, em có nhận hổ với sư tử đâu mà tại sao lại gửi cho em nguyên cả một con hổ size mini size như thế này. Trời ơi, văn viết các thứ đủ cả mà nhìn này, có giống như một ông tướng ở trên này không? Mình nhìn nó thích thật đấy. Em công nhận, giả sử mà có ai mà bán con này về á, em cũng mang về em nuôi đấy. Thật. Nhưng mà thế này thì chắc là phải thu thêm phụ phí, thêm tiền thôi. Chứ mà khác dòng như thế này thì làm sao mà để tính giá như bình thường được đúng không? Chứ rõ ràng người ta bảo là người ta chỉ tắm chó, tắm mèo thôi mà. Mang nguyên một cục như thế này. Trời ơi, cho thơm cái coi. Thơm miếng. Bí quyết để mà giặt mèo bông mà không tốn sức ấy. Phải thương lượng. Tắm xong là được ăn pate. Thế thì mới tự giác được. Ngoan, sau cứ thế phát huy. Đảm bảo mèo bông nó thấm nước trước khi giặt. Vệ sinh giao diện cho mèo bông. Tránh làm ướt một số bộ phận quan trọng. Nếu không sẽ gây ra hỏng hóc. Xong nốt cái công đoạn sấy khô là mình có thể thả mèo bông về tổ rồi. Ba tê của tao đâu? Chẹp chẹp, ngon quá kìa. Ngon thật đấy. Sao mà nó ngon dữ vậy? Ngon quá. Ngon quá.